Pi nọng thương điếp, nọng là cần tày mà tạm tỉnh Hà Giang. Hãy hưa nọng nỡ, nọng chăm bái lai lai. Đường về Trà Vinh, chim hót mừng lúa chín vàng đồng. Mấy bạn nói là hôm bữa em có coi trên cái vòng chung kết thì em thấy là mấy bạn có thể hiện cái tài năng, thể hiện về cái điều nói, cái giọng nói của dân tộc mình, thì hôm nay anh Huy có thể nhờ các bạn thể hiện lại cái điều đó tại đây được hay không? Kiểu như là hô tên của mình rồi đến từ dân tộc nào kiểu như vậy. Nhưng mà phải là thần thái kiểu giống như hôm bữa trên sân khấu của chung kết anh mới chịu nha. Còn không là phải làm lại. Ok. Rồi, ai? Chị trước đi. Chị trước. Nhường hoa hậu trước. Gọi là kính lão đắc thọ đấy. Rồi, xin mời. Em xin bắt đầu trước đây ạ. Phải hồi tưởng lại cái không khí đêm chung kết. Rồi. Pi nọng thương điếp, nọng là cần tày mà tạm tỉnh Hà Giang. Hãy hưa nọng nỡ, nọng cho bái lai lai. À, mình nói luôn đi cho dịch cho mọi người hiểu đi em. Quý vị thân mến, em là Nông Thúy Hằng và hãy cổ vũ cho em nhé. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Rồi, cảm ơn Nông Thúy Hằng. Tiếp tục ạ, mời Hoa Đan. Và mình sẽ bắt đầu nhé. Xin chào, em là Lương Thị Hoa Đan, số báo danh 354, dân tộc Kinh. Xin mời Thạch Thu Thảo. Xin chào đêm xưa này tặng ọc nha, nhóm chú mốc Thạch Thu Thảo, một bí khách Trà Vinh. Thế ngày này, nhóm xâm ọc nè tặng ọc nha, mến sách cả đầy sốc, sách cả đầy châm rờn. Cái câu vừa rồi thì Thảo xin dịch lại nha. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thạch Thu Thảo. Là người Trà Vinh và là dân tộc Khmer. Và xin chúc cho mọi người ngày hôm nay có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn ba bạn. Mình sẽ có một món quà nho nhỏ của các bạn dành tặng cho tất cả quý vị khán giả. Thì anh đang mong muốn là các bạn sẽ hát một bài hát nào đó, hoặc là một cái điệu múa, vừa hát vừa múa, để dành tặng cho các bạn khán giả đang theo dõi chương trình, mà mang theo đúng bản sắc của dân tộc của các bạn. Rồi, bây giờ thì ai sẽ là người đầu tiên vượt qua thử thách này? Xin mời. Rồi, và em hát tiếng Dạ tiếng Việt thôi ạ. À vậy hả? Tiếng Khmer em chưa có chuẩn bị. Tại vì phải coi cái lời của nó, cho nên là em chưa có chuẩn bị. Rồi, thôi khó thì không ép. Bây giờ mình chỉ làm cái điều gì mà em cảm thấy tự tin ngay lúc này thôi. Rồi, xin mời Thạch Thu Thảo. 2, 3. Đường về Trà Vinh, chim hót mừng lúa chín vàng đồng. Hàng dừa quen sông, mưa nắng hai mùa tốt tươi. Đây đó gian dòng khúc hồi âm, tiếng trống xà dâm đến bập bùng. Và điệu lâm thôn của người Trà Vinh sống mãi bên đời. Wow, tuyệt vời. Xin mời Áo Hồng Mộp ạ. Rồi, bây giờ em lại nhờ hai người. Dạ vâng, okay. Mọi người hát cổ em nhé. Và em rất là hay phụ họa cho nhau. Em sẽ nhờ rồi hai cô gái dân tộc khác sẽ hát một bài rất hát dân tộc Kinh để em múa phụ họa. Rồi mọi người hát cho em nhá. Ok. Nào. Chúng tôi là dân tộc khác và bây giờ chúng tôi có thể nói được tiếng Kinh và chúng tôi trình bày được cả bài hát của tiếng Kinh nữa. Vậy thì nếu mà bạn mà không hát được tiếng Tày là hơi có lỗi. Đúng rồi. Anh đồng ý cho nên tập cho Hoa Đan hát bài tiếng Tày cho. Được rồi. Rồi. Rồi 2, 3. Lên chùa bẻ một cành sen, lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây sang trăng. Ba bốn cô có hẹn cùng trăng, có bạn cùng trăng. Thôi thế nước rồi nhỉ. Ok. Ủa giống như là có tập giờ trước hay sao mà vô nhịp nhàng chứ mà sao vậy? Là sao? Sự lượng sau này là như thế nào đây? Không, bọn em có sự kết nối với nhau. Đây là rất là ăn ý á. Cái nói thật lắm. Nhìn thấy thật lắm. Bất ngờ tụi em làm ra chứ. Đúng không rồi. Có sắp đặt gì không, chưa không có mọi, đặt người. Nha, mọi người. Ừ, tuyệt vời. Rồi bây giờ tiếp tục Hoa Hậu Nông Thúy Hằng. Em có thể hát một bài về quê hương Hà Giang của em được không? Thì cũng được, nhưng mà ý là cũng miễn cưỡng từ anh thôi. Miễn cưỡng đó, không có vui. Bây giờ hát một đoạn nhỏ thôi. Đoạn nhỏ mà tiếng Tày đi. Tiếng Tày à? Ừ. Thế thôi em sẽ hát bài mà em biết nhất. Trời. Mà nếu mà không hay hoặc là nó không đúng, hay là nó hát chưa ra chất then. Không, bài hát này không phải bài hát then. Bài hát này chỉ là bài hát tiếng Tây thôi. Thì em sẽ xin được hát bài Chim Quen Quý đi. 2, 3. Quen quý ơi, quen quý lòng,
ai là vui lắm ơi. Yeah. Ôi trời rồi. Em có thể nói chút xíu về nội dung và ý nghĩa của bài hát vừa rồi, nói về điều gì được không ạ? À? Nội dung vừa rồi là em vừa hát những cái câu hát của em là chim quen quý gọi mùa và gọi người thương đi chơi hội mùa xuân, đi thăm hỏi bạn xa gần là cái niềm vui lắm ơi. Tức là cái bài hát này là em nói về một loài chim rất là phổ biến ở trên các vùng núi phía Bắc. Có thể là các bạn ở vùng khác không biết đến loại chim này đâu. Nó sẽ kêu giống như kiểu là nó chim rừng, nó kêu là đó, nên mọi người gọi là con chim quen quý. Và cái bài hát này là nó ca ngợi cái đời, cái tinh thần lạc quan khi mà đón chào đón mùa xuân về của người dân tộc Tày. Nó thể hiện được cái tinh thần vui tươi để hăng say lao động và yêu thương chan hòa đối với gia đình và bạn bè. Thế cho nên em rất là thích bài hát này, bởi vì thông qua cái bài hát này em không chỉ là nói lên một được một cái đặc trưng của dân tộc em, mà nó còn giới thiệu cho mọi người biết về một loài chim rất là đặc trưng của vùng phía Bắc. Hay quá ha. Bạn này xứng đáng là đại sứ du lịch luôn. Đúng mọi người nghe nói xong tôi muốn đi ra ngoài nói gì đó, tôi xem. Người đẹp tôi du xem lịch. Thôi cô là giải hoa hậu rồi, được rồi, cô đòi nhiều quá.